lên tới Cao Sơn Bạch Bạch Mã hỏi thăm đền Chúa Nguyệt nơi nào. Hỏi thăm đền thờ chúa bói vườn đào cành tím bốn mùa hoa quả dâng lên xót thương phàm trần đi bao kẻ u mê như xưa thay tổ chiều lên. Nhân duyên
trong vở cắt gió hợp tam tam hợp chỉ cho gió sang tiên hậu vận mọi điều sợ việc biết trong ngoài lầm lẫn chúa chỉ cho chúa phán rằng để từ chớ lo sắp sắp phong xanh tiếp tiếp đi cả mái chiều hình hài non chúa bạc vàng kim ngân xanh về đây.
chiều sớm chiều ca vang bay khơi bề bàn rừng vàng đẹp cho trăm họ giàu sang đời đời đẹp cho các kỳ đời đời giàu sang thương ai tài lộc chúa ban lỗi nhầm chúa của theo mang thì ngàn thứ nhất chúa ban lộc hòa thứ nhì lộc hòa thứ ba lộc tùy đi đã tháng ngày ban chúa tiên tốt đủ gì mong lộc cho lắm lắm về đây thêm nhiều bát nơ cho dài nhật sáng yêu mong lộc cho nhiều năm ngoái năm xưa thành đồng còn khuya sớm phòng thờ 30 mùng 1 14 hôm giảm 30 mùng 1 hôm giảm 14 mầm nhân nghe bắt nhịp cầu vinh hoa đẹp như sao bắt đầu ngân hà như vàng ngọc hạch sắt phản kim cương đẹp như tố nữ cùng hằng ý à. Xưa đời lê thái tổ một thôn nghèo mãi